Chào các bạn, tạo năng lượng tích cực có vai trò vô cùng quan trọng giúp bạn sống lạc quan, yêu đời để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người xung quanh. Chính vì thế mà bạn luôn cảm thấy tâm hồn được thư thái, vui vẻ, hạnh phúc để có thể sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Bạn đã bao giờ nghe câu, thái độ của bạn quyết định thành công của bạn chưa? Nó hoàn toàn chính xác bởi cách chúng ta nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh có tác động to lớn đến trải nghiệm của chúng ta. Các nhà khoa học tiết lộ rằng suy nghĩ tích cực không chỉ là hạnh phúc và có một thái độ tích cực. Suy nghĩ tích cực tạo ra giá trị thực sự trong cuộc sống của bạn và giúp bạn định hình thực tế của mình, chữa lành bạn từ bên trong và xây dựng những kỹ năng đáng kinh ngạc sẽ thúc đẩy bạn hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Nhiều nghiên cứu và thí nghiệm khoa học đã được thực hiện để kiểm tra tác động sức khỏe của việc mong đợi những điều tốt đẹp xảy ra, mà các nhà nghiên cứu gọi là sự lạc quan theo thời điểm. Những nghiên cứu này đã chứng minh rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa cái nhìn tích cực về cuộc sống với sức khỏe tổng thể của bạn, thể chất, cảm xúc và tinh thần. Năng lượng tích cực mà bạn nuôi dưỡng mỗi ngày giúp giảm cảm giác cô đơn và tăng khả năng phục hồi trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Đó là nguồn nhiên liệu thúc đẩy bạn hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để tạo ra năng lượng tích cực? Bạn hãy thực hành lòng biết ơn. Mỗi ngày hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều bạn biết ơn. Liệt kê những điều xảy ra mỗi ngày khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Lòng biết ơn sẽ giúp bạn trân trọng cuộc sống và tạo ra năng lượng tích cực để bạn có thể sống tốt. Có nhiều cách để thực hành lòng biết ơn. Chẳng hạn như bắt đầu viết nhật ký khoảnh khắc biết ơn, ghi nhớ những khoảng thời gian tồi tệ, nói lời cảm ơn thật nhiều, dành thời gian để giúp đỡ người khác, tập trung vào những gì bạn có thay vì những gì bạn muốn, hoặc học những lời cầu nguyện về lòng biết ơn. 2. Bạn hãy học cách yêu thương bản thân. Nếu bạn cảm thấy hài lòng về bản thân, sẽ dễ dàng hơn nhiều để thể hiện sự mãn nguyện và nguồn năng lượng tích cực bên trong đó ra thế giới bên ngoài. Chăm sóc bản thân giúp bạn cảm thấy thoải mái. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cách bạn thực hiện những mục tiêu sắp tới. Bất kể bạn làm gì, hãy dành một chút thời gian cho bản thân. Làm điều gì đó đơn giản như đọc một vài trang trong cuốn sách yêu thích, ăn món kem yêu thích, mua sắm với bạn bè hoặc đến những nơi mà mình muốn đến. Nếu có thể, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Khi nói đến việc tạo năng lượng tích cực, một điều rất quan trọng đó chính là cách bạn nghĩ về quá khứ. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Không một sai lầm nào bạn đã mắc phải có thể được sửa chữa. Quan trọng hơn, hãy học cách tha thứ cho bản thân và người khác. Học hỏi từ những sai lầm của bạn và những sai lầm của người khác. Cần biết rằng không một hành động liều lĩnh hay thiếu thiện chí nào đều xuất phát từ trái tim. Vì vậy, nếu một người khác đã gây ra cho bạn nỗi đau, hãy chắc chắn rằng lúc đó người đó chưa nhận thức được hậu quả và thiệt hại mà họ sẽ gây ra. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ nên ở lại đó. Hãy bỏ qua tất cả những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ và hướng tới những điều tích cực trong tương lai. 4. Lúc căng thẳng, bạn có thể thiền chánh niệm. Thiền có thể giúp bạn duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Thiền có lợi cho tâm trí và cơ thể. Nó cho phép bạn giảm căng thẳng và làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Nó cũng có thể thúc đẩy sự sáng tạo và giúp bạn cảm thấy tập trung hơn. 5. Bạn hãy cười thường xuyên. Đây là một quy tắc rất quan trọng để tạo ra năng lượng tích cực. Cố gắng cười thường xuyên để tạo ra bầu không khí vui vẻ và lan truyền nguồn năng lượng đến thế giới xung quanh. Cho dù tại nơi làm việc, tại phòng tập thể dục hoặc ở nhà. Xây dựng thói quen cười hoặc mỉm cười trong các tình huống khác nhau, bởi vì ngay cả một nụ cười cũng đủ để thu hút năng lượng tích cực. 6. Nếu có thể, bạn hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Trên đời này mọi thứ đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Khi bạn phải trải qua những điều tồi tệ thì đó là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu như vậy, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề như thế nào? Một trải nghiệm khủng khiếp hay một bài học đắt giá? DEUNAI phụ thuộc vào chính cách nhìn của bạn. Thay đổi suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực, lạc quan hơn sẽ giúp cho bạn có thêm động lực cũng như năng lượng tích cực để vượt qua mọi khó khăn. 7. Bạn hãy chia sẻ năng lượng tích cực.
Bạn không thể ngờ rằng năng lượng tích cực sẽ lan tỏa nhanh hơn bạn nghĩ. Hãy cho đi và bạn sẽ nhậu lại được nhiều hơn thế. Bằng việc bạn thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh mình hay gửi những lời khen cho người khác, việc bạn trao đi nguồn năng lượng tích cực, mọi người sẽ có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, đồng thời cũng là cách nuôi dưỡng những cảm xúc của bạn. 8. Bạn nên giải phóng cảm xúc trong bạn. Có những người họ che giấu cảm xúc rất tốt, ít khi bộc lộ ra ngoài cho đến khi tại một thời điểm nào đó họ bộc phát ra ngoài và mất kiểm soát. Điều này chính là cảm xúc bị dồn nén quá lâu tích lại. Vậy nên bạn cần giải phóng cảm xúc của mình để cho mình cảm thấy thoải mái cũng như bản thân được trải nghiệm những cảm xúc thật của mình. 9. Bạn cần sắp xếp lại không gian sống. Việc dọn dẹp không gian sống cũng là một cách mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bạn. Một không gian thoáng mát sạch sẽ làm cho bạn vô cùng hào hứng và thư giãn, giúp bạn có thêm động lực để làm việc hơn. 10. Tìm được mục tiêu của bản thân. Thiết lập mục tiêu của bản thân sớm nhất. Bạn có mục tiêu thì cuộc sống của bạn mới trở nên ý nghĩa. Hãy dành thời gian suy ngẫm và thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch cụ thể cho bản thân mình. Biết cách sắp xếp ưu tiên những việc nào nên làm trước, việc nào làm sau, và bạn sẽ thực hiện chúng bằng tất cả sự tập trung và năng lượng của mình. Với 10 cách tạo năng lượng tích cực, hy vọng bạn sẽ luôn sống vui vẻ, hạnh phúc để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Đồng thời, năng lượng tích cực sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Chúc bạn có nhiều niềm vui và có nhiều năng lượng trong cuộc sống. Bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi thông tin tiếp theo nhé!